Check the mic and make sure it sound right, boys. CCD Makeup. Makeup đi làm căn cước công dân. Ta-da. Đây là một cái chủ đề mà Han rất là háo hức để được share với mọi người luôn á. Tại vì cơ bản là Han rất là tự ti với lại cái tấm hình chứng minh nhân dân mà Han chụp năm lớp 10 của mình. Rất là ghê luôn á, nhìn như cái thằng nào chắc chắn là mọi người sẽ không nhận ra. Han sẽ show cho mọi người coi. Đấy. Ghê luôn á đúng không? Oh my gosh. Còn đây là cái tấm hình căn cước mới chụp cách đây 2 tuần của Han. Thành công. Khi mà Han up cái tấm hình căn cước mới của mình lên thì rất là nhiều bạn gửi tin nhắn cho Han nói là Han làm video liền đi. Thì lúc đó Han mới nghĩ là ok. Cũng rất là nhiều người kiểu không muốn đi lại với xe đổ 55 tuổi giống như là mình. I'll show you how. Han đã rửa mặt rồi thì bây giờ Han sẽ dùng cái lotion này của Innisfree. Đây là Vinti Seed Essence in Lotion. Thì cái texture của sản phẩm thì nó khá là mỏng á, cho nên Han dùng hai cho toner luôn. Sẽ dùng một pump đến một pump rưỡi là đủ cho nguyên mặt của mình đủ ẩm mịn á. Tiếp theo thì Han sẽ dùng cái Christina Cream này. Đây là một cái loại kem phục hồi da sau mụn á mà Han đã từng nói trong những cái video trước rồi. Han thì có khá là nhiều những cái sản phẩm mà Han thích á, thì thường Han sẽ dùng song song tất cả các sản phẩm với nhau luôn, chứ không phải là xài hết cái này rồi mới tới cái kia. Thì tùy vào tình trạng da mỗi ngày của mình đó mà Han sẽ chọn sản phẩm cho phù hợp. Như hôm nay là da của Han vừa mới qua một cái đợt breakout mùa dâu xong, cho nên Han chọn cái loại dưỡng phục hồi da này. Tiếp theo là sẽ tới sunscreen. Thì hôm nay Han dùng kem chống nắng của Anessa. Anessa là một trong những cái loại kem chống nắng tủ của Han mà Han dùng từ rất là lâu luôn rồi. Từ khi mà mình còn nổi mụn nhiều á, đến bây giờ dùng thì vẫn rất là thích, cho nên lúc nào cũng stock up sẵn một em trong tủ. Trước á, lúc còn bị breakout thì Han dùng cái loại Anessa cho da nhạy cảm. Còn bây giờ khi mà da khỏe hơn rồi thì Han chuyển sang dùng cái loại chống nắng dưỡng da này. Đây là Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Có độ SPF là 50+ và 34+. Như tên gọi của sản phẩm là Skincare Milk, thì ở trong cái sản phẩm này có chứa 50% là thành phần dưỡng da, với hai cái phức hợp chính đó là chiết xuất trà xanh Uchi Nhật Bản chống oxy hóa và chiết xuất hoa vàng chống viêm da và giải mao mạch. Thì Han thấy các sản phẩm chống nắng của Anessa hầu hết là có kết cấu dạng sữa lỏng như thế này. Khi mà mình apply lên da thì lúc đầu sẽ thấy hơi trắng hơn một tí xíu, nhưng mà sau tầm 1-2 phút khi mà sản phẩm nó thấm hẳn vào da của mình rồi, lập tức thì da của mình sẽ trở lại tự nhiên và nó sẽ để lại một cái finish rất là mềm mịn và khô ráo. Theo Han đọc thì thấy là Anessa có claim là kem chống nắng của họ sở hữu 3 cái công nghệ độc quyền giúp cái lớp kem chống nắng của mình sẽ bền màu hơn khi mà mình tiếp xúc với nước, mồ hôi với lại nhiệt độ cao. Ví dụ giống như là khi mà mình đi gian nắng ở ngoài đường mà bị chảy mồ hôi á, thì cái lớp chống nắng của mình nó sẽ không bị chảy ra, mà ngược lại á, thì nó còn chống nắng mạnh mẽ hơn nữa. Anh thấy đặc biệt ở cái điểm này rất là đỉnh. Da của Han nó là thuộc cái dòng da cực kỳ nhạy cảm vì dễ nổi mụn như mọi người biết rồi á, nên khi mà lựa chọn kem chống nắng á, thì Han cũng tìm hiểu rất là kỹ. Lỡ mà dùng sai sản phẩm cái thôi á, là lỗ chân lông của Han nó sẽ biểu tình bằng cách nó nổi mụn liền. Cho nên kem chống nắng của Anessa lúc nào cũng là một trong những cái sản phẩm all time favorite của Han đó. Nó hoàn toàn không gây kích ứng cho da của Han, mà ngược lại khi mà sử dụng lên mặt thì Han thấy rất là nhẹ mặt, không có làm cho da của Han cảm giác nó bị bí bách mà kiểu nó nóng bừng bừng khi mà Han sử dụng á. Đặc biệt là cái độ chống nắng của Anessa nó rất là cao và rất là an toàn cho da của mình rồi. Thì đó là những cái điểm cộng rất lớn. Thì hôm nay nè, thì Han sẽ sử dụng cushion của Moonshot. Han sẽ apply một cái lớp thật là mỏng thôi. Tự nhiên Han nhớ một cái fun fact rất là điên. Nó cũng làm cho Han thấy mắc cười nữa. Cái đợt mà Han đi sân bay từ Đà Lạt bay về Sài Gòn á, thì khi mà mình line up, mình xếp hàng để check in á, Han lỡ làm rớt cái chứng minh nhân dân của mình. Han kiếm hoài không ra, kiểu chạy đi chạy lại hết cái line á luôn, cũng không thấy rớt dưới đất nữa. Khi mà mình đang loay hoay thì có một anh, ảnh lên ảnh nói là em ơi, em có phải tên là Vân không? Tại vì hồi nãy anh lượm được một cái chứng minh nhân dân, nhưng mà anh nhìn hết cái hàng thì không thấy ai giống trong hình đó đó, cho nên anh gửi cho security ở trong kia rồi, mà anh gửi tuốt ở trong luôn. Lúc đó Han phải chạy ngược đi vô trong. Han mới nghĩ là ok, đã đến lúc rồi, giờ vàng đã điểm, mình phải đi làm lại căn cước công dân thôi, chứ không thể nào mà cầm cái này đi mà sử dụng hoài được nữa.
Tiếp theo là my two favorite concealer. Một là của Innisfree, còn một là của NARS. Thì cái Innisfree này Hen sẽ dùng để che quầng thâm ở dưới mắt. Còn cái NARS này vì nó bán rất là lâu cho nên Hen sẽ dùng che những cái thâm mụn. Rất là đỉnh. Hen sẽ dùng tay tán ra luôn. Shading là một phần rất là quan trọng nha. Tại vì nó sẽ làm cho mặt, và đặc biệt là mũi của Ha, nó khi mà lên hình thì nhìn nó sẽ shape hơn, với lại kiểu nó đẹp hơn, nhỏ hơn nữa. Thì hôm nay Ha sẽ dùng cái màu Farmer Market này của Tarte. Mình sẽ contour cái phần sống mũi và đầu mũi của mình. Mình sẽ contour tí xíu cho hai bên gò má luôn. Thì khi lên hình á, mặt của mình nó sẽ tạo hiệu ứng nhỏ hơn. Ok. Tiếp theo là sẽ tới eyeshadow. Thì hôm nay Hen sẽ dùng cái bảng mắt này của Morphe, hai cái màu nữa này, mix lại nhau, đánh lên hết cái phần bầu mắt luôn. Phần eyeshadow với lại eyeliner thì mình nên làm kiểu tự nhiên thôi, chứ đừng có làm quá là đậm. Vì hình in lên căn cước á thì thường nó sẽ bị đậm xuống một tông. Nếu mà mình make up đậm quá, in lên thẻ thì nhìn nó sẽ rất là ghê á. Làm sương sương thôi, chủ yếu là để cho mắt mình có hồn là được. Nên sẽ dùng cái cọ đầu dạt như thế này, đánh đi phần mắt dưới. Cuối cùng Hàng sẽ nhấn một tí xíu cái màu đỏ gạch này ở cái phần đuôi mắt, chút xíu thôi. Thường á, trước khi kẻ eyeliner là Hàng sẽ kẹp mi chứ. Cái thói quen của Han là vậy. Tại vì khi mà Han kẹp mi thì thường Han hay đè mạnh lắm, thì cái eyeliner của Han nó hay bị lem, nên lúc nào cũng phải kẹp trước. Cái phần kẹp mi này mọi người kẹp kỹ tí xíu, tại vì mi của mình càng cong thì lên hình nó mắt mình nó càng xinh. Hôm nay Han dùng cái liner này của Morphe, cái này là màu nâu. Thì Han sẽ kẻ một cái đường liner hoặc là mảnh thôi, follow theo cái đường line mắt của mình á. Chủ yếu là để mắt của mình nó dài hơn thôi, chứ đừng có, mọi người đừng có kẻ quá là bén nha. Tự nhiên thôi là đẹp rồi. Mình sẽ điểm một chút ở cái phần đầu mắt như thế này, để mắt của mình nhìn nó được rõ form hơn, với nhìn nó dài hơn nữa. Thì mọi người thấy khác không? Em sẽ dùng cái cây chì màu nâu như thế này để anh kẻ một chút xíu ở cái viền mắt dưới của mình. Như Hà nói, mascara thì càng cong là càng đẹp nha. Càng cong là càng đẹp. Mascara Hàn xài là của Maybelline. Cái loại mà Hàn hay xài thôi, rất là đã. Kiểu mi của mình nó cực kỳ tơi và nó cong luôn á. Chân mày thì Hàn sẽ không có kẻ, Hàn để vậy luôn, tại vì nó quá đậm luôn rồi. Tiếp theo sẽ là blush. Thì hôm nay Hàn sẽ dùng cái màu Summer House này ở trong cái bảng của Tarte luôn. Đây là một cái tông hồng đất, kiểu tự nhiên thôi. Nên sẽ đánh từ phần giữa má này đánh lên trên, để khi mà lên hình thì cảm giác cái mặt của mình nó được lift lên, nó được đẩy lên hơn. Kéo một tí xíu vào cái phần đầu mũi này nó cho dễ thương. Ok, và sau đó anh sẽ dùng cái màu highlight cùng bảng luôn. Highlight lên cái phần đầu mũi của mình nè, gò má với lại cái phần môi. Thì khi chụp hình nó đèn led đánh vào thì sẽ tạo hiệu ứng là nhìn cái mũi của mình nó cao hơn, môi của mình nó mọng hơn và má nhìn nó cũng căng bóng hơn nữa. Không biết ở cái quận mọi người làm căn cước công dân á có trang bị led ring hay không, nhưng mà ở quận của Han làm á thì có một cái đèn led rất là bự như thế này, như là đèn quay TikTok vậy đó, ở trước mặt của mình. Nhưng mà ở chỗ phán bạn của Han làm thì không có. Thì Han nghĩ chắc là tùy quận á, nhưng mà thôi kệ, cứ highlight vô đi cho nó dễ thương. Màu son mà Han nghĩ đẹp và hợp nhất cho cái buổi chụp căn cứ công dân là những cái màu MLB thôi, kiểu nhẹ nhẹ tự nhiên thôi là đủ đẹp rồi. Thì hôm nay Han sẽ dùng cái màu Stay Korea này của MAC. Đây là một cái màu kiểu coral, màu đỏ san hô á, cái dễ thương như thế này. Done. Ta-da.
Còn tóc thì Hen sẽ uống cho nó hơi gợn sóng một tí xíu để lên hình nhìn mặt của mình nó nhỏ hơn là mình để tóc thẳng ép sát vô trong mặt. Để cho tóc mái của mình nó phồng lên, nó là Hen sẽ lấy hai cái phần tóc mái của hai bên như thế này và Hen kẹp nó, đồng thời là Hen xoắn nó vào bên trong. Thì khi mà mình để ra hai bên thì nó sẽ tạo được cái độ phồng ở ngay cái chân tóc. Theo kinh nghiệm của Hen là phong tóc của mình sẽ dễ tạo kiểu và đẹp nhất vào cái ngày mà sau ngày gội đầu một ngày. Cho nên nếu mà mọi người muốn an toàn mà tóc lúc nào cũng phồng đẹp khi mà chụp hình thì nhớ chọn cái ngày đó đi làm căn cước nha. Hoặc là chịu khó tốn thời gian tạo kiểu tí xíu. Ok, thì ngoài cái khâu make up và làm tóc chuẩn bị ra thì còn một số cái luật mà mọi người phải nhớ, phải nốt lại. Đầu tiên là khi mà vô thế ngồi chụp á thì lúc nào cái mặt của mình cũng hơi cúi xuống một tí xíu so với camera nha, như thế này thì nó sẽ tạo cảm giác mặt của mình nó sẽ nhỏ và nó sẽ dài hơn là mình nhìn thẳng hoặc là mình ngước lên đó. Mọi người thấy nó khác không? Theo anh thấy hầu hết những cái tiêu cự của máy camera pro á thì nó sẽ làm cho cái mặt của mình nó bự hơn so với bình thường. Mọi người hiểu đúng không? Giống như là camera bạn mình chụp mình với lại mình tự chụp mình vậy đó. Và đặc biệt là không được ngước mặt lên cao nha, là chết đó. Là như vậy nè. Và đừng quên cười mỉm chi tí xíu cho dễ thương nha. Như thế này, đừng có cười nhe răng là được rồi. Còn outfit chụp ID bây giờ thì anh thấy cũng không có gắt như hồi xưa mà bắt mình phải mặc áo sơ mi nữa rồi. Thì mọi người cũng có thể mặc áo thun có cổ hoặc là áo cardigan như là Hen mặc á, cũng ok. Nói chung là mặc đồ lịch sự là được rồi. Còn đúng rồi, còn bông tai nữa. Bông tai thì nên chọn những cái loại nhỏ nhỏ, tinh tế như thế này thôi. Đừng có đeo bự quá nha, đeo bự quá là bị bắt tháo á. Hôm đó đi làm căn cước công dân thì Hen đeo ba lỗ như thế này luôn. Hen cũng quên mất là phải tháo ra mà mấy anh công an cũng không nhắc nữa. Cho nên hình của mình chụp ra nhìn cũng khua. Và đó là cái cách mà Hen make up và những cái tip để chuẩn bị cho cái buổi chụp hình căn cước công dân của mình. Kiểu Hen quyết tâm lắm luôn á, không thể nào mà phạm sai lầm một lần nữa. Ngờ Hen quá. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này cũng như là sẽ có một tấm hình căn cước công dân đổi đời giống như Hen. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên subscribe cho channel của Hen và follow Instagram của Hen nữa. Hen sẽ gặp lại mọi người sớm thôi. See you.